pháp vui vô tận. Đức Phật gọi Bồ Tát Trì Thế bảo: Trì Thế, thầy hãy đi thăm bệnh Bồ Tát Duy Mặc Cật. Bồ Tát Trì Thế thưa: Bạch Thế Tôn, con không dám kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh Bồ Tát Duy Mặc Cật. Bạch Thế Tôn, con còn nhớ một hôm nọ, con đang ở nơi tịnh thất. Bây giờ có thủ lĩnh nhóm sát giả đem theo cả 1.200.000 ma nữ giả dạng làm người trời. Họ đánh trống thổi kèn, đàn nhạc ca hát, đi đến chỗ con. Một số đông dập đầu lễ dại dưới chân con, rồi chắp tay cung kính đứng trước con, hàng ngũ trang nghiêm trật tự. Con nghĩ họ là người trời, con bèn thuyết pháp cho họ rằng: Quý hóa thai, các vị có phước báo của hàng ngàn người trời, nhưng không nên buông lung. Trong khi hưởng cái nhân phước đức, phải quán ngũ dục là vô thường để trồng sâu cội phúc. Dựa trên tự thân, trên của cải vô thường mà tu tập quán chiếu, ngõ hầu được cái thân bền chắc. Bây giờ, trong số người đó nói với con rằng: Thưa chánh sĩ, chúng tôi xin hiến cho ngài 2.000 thiên nữ. Ngài hãy nhận để làm người hầu hạ, họ sẽ giúp đỡ cho ngài công việc khi cần. Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ con bèn nói với họ: Không nên đem hàng thiên nữ như thế mà hiến tặng cho Sa Môn Thích Tử chúng tôi. Việc làm đó phi pháp. Hàng Sa Môn Thích Tử chúng tôi không thể nhận những người như thế để giúp việc. Con nói chưa dứt lời thì Bồ Tát Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Này ngài Trì Thế, họ không phải là người trời, họ là ma nữ đến để trêu ghẹo thầy đấy. Bồ Tát Duy Ma Cật bèn nói với các ma nữ: Các cô gái kia ơi, hãy hiến các cô cho tôi. Như tôi đây mới là người đáng nhận sự hầu hạ, giúp đỡ của các cô. Bây giờ, bọn ma nữ rất sợ hãi, nghĩ rằng có thể ông Duy Ma Cật sẽ làm bức não chúng ta. Tất cả đều muốn trốn đi, nhưng đi không được. Bỗng nhiên, trong không trung có tiếng vọng lên rằng: Thủ lĩnh sát giả, hãy hiến tặng các cô gái ấy đi. Bọn ma nữ kính lại và vâng theo. Bây giờ, ông Duy Ma Cật bảo các cô gái rằng: Thủ lĩnh các cô đã hiến các cô cho tôi rồi, các cô nên phát tâm Bồ Đề Đạo đi. Sau đó, tùy căn tánh của mỗi người, Bồ Tát Duy Ma Cật thuyết pháp khiến cho hàng ma nữ vui mừng phát tâm hướng về Đạo Phật. Trưởng giả Duy Ma Cật dạy tiếp: Các cô đã phát tâm theo Bồ Đề Đạo, các cô sẽ có cái vui chính của các cô, không cần đến cái vui của ngũ dục nữa. Bọn ma nữ hỏi: Cái vui đó là thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp: Vui thường tin Phật, vui ham nghe Pháp, vui cúng dường tăng, vui vĩnh ly ngũ dục, vui quán ngũ ấm như ác tặc, vui quán thất đại như độc xà, vui quán nội nhập như rỗng không, vui thuận theo ý đạo, vui lợi ích chúng sanh, vui kính trọng và cung dưỡng sư trưởng, vui làm bố thí được nhiều, vui giữ giới kiên trì và thanh tịnh, vui nhẫn nhục nhu hòa, vui siêng nhóm thiện căn, vui thiền định không loạn, vui cấu hết tuệ sanh, vui được tâm Bồ Đề rộng lớn, vui hàng phục các ma, vui đoạn các phiền não, vui thấy cõi Phật thanh tịnh, vui thành tựu hướng hảo, vui tu các công đức lành, vui trang nghiêm đạo tràng, vui nghe pháp sâu xa mà không khinh sợ, vui với tâm giải thoát môn, vui gần bằng học, vui ở trong chỗ phi đồng học mà tâm không bị chướng, vui chuyển hóa được những người ác tri thức, vui tâm thường thanh tịnh, vui tu vui vô lượng đạo phẩm. Đó là pháp vui của Bồ Tát, các cô nên học. Lúc bấy giờ, Ma Ba tuần bảo các ma nữ rằng:
ta muốn các người hãy cùng ta trở về. Các ma nữ nói, đã hiến chúng tôi cho cư sĩ, chúng tôi có được pháp vui, chúng tôi vui lắm rồi. Từ đây, chúng tôi không thích cái vui ngũ dục nữa. Ma Ba Tuần nói, thưa cư sĩ, mong ngài thả các cô ấy đi. Theo tôi biết, Bồ Tát Hạnh là xả thí tất cả các sở hữu của mình cho người khác. Trưởng giả Duy Ma Cật nói, tôi đã thả rồi, các cô tự ý mà đi. Các cô hãy nhớ làm thế nào cho hàng ngàn người trời đều được học chánh pháp như các cô vậy. Bây giờ các cô gái hỏi Bồ Tát Duy Ma Cật, khi trở về chúng tôi phải làm gì, thưa ngài Duy Ma Cật? Bồ Tát Duy Ma Cật bảo, này các cô, có pháp môn tên là Vô Tận Đăng, các cô hãy siêng năng tu tập. Vô Tận Đăng có nghĩa là cây đèn vô tận, ví như một ngọn đèn đem mồi thêm ra cả trăm ngọn đèn, cả trăm ngọn đèn mồi ra cả ngàn ngọn đèn, khiến cho chỗ tối được sáng, sáng rộng và sáng mãi, mà ngọn đèn nguyên thủy chẳng hao mòn chút ánh sáng nào cả. Cũng như vậy, thưa các cô, Bồ Tát có thể dạy dỗ cho trăm ngàn chúng sanh, khiến cho họ phát Bồ Đề tâm, mà đạo tâm và đạo hạnh của Bồ Tát chẳng có giảm sút, ví như ngọn vô tận đăng đấy. Các cô dù ở trong ngũ dục, sử dụng pháp vô tận đăng khiến cho hàng ngàn người trời nam nữ phát tâm Bồ Đề, thì chính các cô đã đền đáp thân âm của Phật. Bây giờ các ma nữ đầu mặc lễ dưới chân Bồ Tát Duy Ma Cật, lễ xong tất cả cùng lui đi. Và Thế Tôn, Bồ Tát Trì Thế thưa, Bồ Tát Duy Ma Cật có trí biện tài tự tại như thế, cho nên con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông ấy. Trực chỉ Đề Cương, sát giả theo phạm âm là Thiên Ma Ba Tuần. Thiên Ma Ba Tuần mà nhận là người trời, thế là lầm lẫn đối tượng trong khi thuyết pháp. Pháp thuyết sai đối tượng, không phát huy được công dụng của pháp. Thuốc hay trị không đúng bệnh, mất đi công hiệu của thuốc. Bệnh trị không đúng thuốc, uống thuốc cũng như không. Sợ ma bị ma nhiễu loạn, không sợ ma, ma sợ lại. Bồ Tát Trì Thế không dám nhận ma nữ, lại được ép tặng ma nữ cho. Bồ Tát Duy Ma Cật rất bằng lòng nhận các ma nữ. Tất cả ma nữ đều kinh tâm, tán đỡm. Đối với ma, quân Bồ Tát gặp lúc cần phải trực diện biên đầu. Từ đó, khi bố thi thố khả năng điều phục, Phật tánh tùy duyên, nhi bất biến nhi tùy duyên. Dù là ma, khi gặp thiện tri thức, khai thị Phật tri kiến cho mình, mà có khả năng quay về chánh đạo, phát tâm cầu tiến vô thượng Bồ Đề. Vui trong ngũ dục là cái vui của người nướng mình trên hầm lửa, cái vui của con người bệnh hoạn, nhiễm nặng virus vô minh. Người trí chọn cho mình cái vui trường cũ ở mọi hoàn cảnh, ở mọi thời gian, như cái vui mà Bồ Tát Duy Ma Cật nói. Vui thường tin Phật, vui ham nghe Pháp, vui cúng dường tăng, vui vĩnh ly ngũ dục, vui quán ngũ ấm như oán tặc, vui quán thất đại như độc xà, vui thuận theo ý đạo, vui lợi ích chúng sanh. Dù là sát giả khi phát Bồ Đề tâm thì đã hồi đầu thi ngạn. Ngọc trắng dù ở trong bùn bẩn, không vì vậy mà khoan ố sắc màu. Người phát Bồ Đề tâm dù ở trong cảnh ô trượt, không vì vậy nhiễm loạn chất thanh cao. Để đền đáp ơn Phật, hãy mồi thêm mãi vô tận đăng, khiến cho chỗ tối được sáng, chỗ sáng được rực rỡ huy hoàng. Vô tận đăng tức là ngọn đèn chánh pháp. Học Bồ Tát hạnh có trách nhiệm truyền bá rộng rãi cho nhiều người, khiến cho họ phát tâm Bồ Đề tâm, được xem như đền đáp thân âm Phật.